Bạn sống ở phương đông, mặt trời sớm ló dạng. Mình sống ở phương tây, cách nhau muôn dặm xa. Phương bắc và phương nam đều có anh em ta. Mặt trời Phật pháp chiếu soi trong gia đình xa xứ chúng ta. Từ quê hương Việt Nam tỏa ra khắp năm châu, chúng ta được gặp nhau tại ngôi nhà xa xưa. Cùng là con sư phụ Thái Linh, người sinh ra chúng con trong giáo pháp nhiệm màu, dạy chúng con thương nhau, cùng quan tâm chăm sóc, xem cha mẹ của nhau giống như cha mẹ mình, sống với nhau chân tình. Nếu thì xin đồng lòng cùng dìu nhau qua bao khó nhau, và mỗi ngày bên nhau tu tập và nguyện cầu, mong cho nhau hạnh phúc. Xem cha mẹ của nhau giống như cha mẹ.